Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình mới gọi là trải nghiệm được chế độ mới update trong season mùa 16 này, đó là chế độ Irengeel Metro nha. Lần trước thì mình đang dư khá là nhiều clip từ mùa trước ấy, đâm ra là mình đang đăng dần cho nó hết đi. Với lại thời gian vừa rồi mình bận một chút việc ấy, bận gần một tuần ấy. Nếu bạn nào mà có theo dõi live thì chắc là các bạn cũng biết rồi, tại vì mình cũng đã chia sẻ trên live rồi. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm chế độ mới nhá, chế độ bắn bot để chiếm hòm và kiếm combo Glorosa với lại ốp nha anh em. Thì hôm nay mình cũng gọi là xin phép được hướng dẫn cho anh em gọi là cách vào được cái tầng ngầm ấy mà auto mặc định có con bot. Tại vì nếu như mà các bạn vào tầng hầm mà có bot ấy thì các bạn sẽ luôn luôn có cái hòm và có cái combo súng thính mà mình vừa vừa nêu tên ấy. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình ký hiệu đó là C1, A2, B3 và D4 nhá. Đây là bốn cái khu vực mà theo như mình được biết ý, thì auto lúc nào cũng có bot để cho các bạn vào săn combo Groza với lại ốp nhá. Thì trận này mình sẽ bay vào khu vực B3, tại vì khu vực B3 trận này ngay gần đường bay mà. Và để anh em và để gọi là xác minh được cái độ tin cậy là những cái khu vực mình vừa kể ý, có bot thì mình sẽ chơi hai trận. Trong clip này mình sẽ chơi luôn hai game nhá. Mình sẽ bay luôn những cái ký hiệu mà mình vừa 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 đọc lên cho anh em. Đây, bây giờ mình sẽ vào khu vực B3 trước. Để cho các bạn tin rằng là trong khu vực này là luôn luôn có xuất hiện bot. Đấy, các bạn thấy không? Cứ vừa vào mà bị đốt máu như này thì sẽ có bot rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, các bạn đừng nhìn bot nhá. Con... Ủa, rồi xong rồi, nó nghe được tiếng rồi. Anh ơi, ai ở... Đâu ấy? Các bạn vào đây các bạn chỉ việc loot Groza với lại ốp thôi, chẳng phải bắn bot đâu. Mình thấy cái sự kiện lần này nó khá là ngon. Không phải gọi là bắn bot rồi ra hòm như là sự kiện Halloween vừa rồi. Ui đau thế. Để từ mình đi qua một lượt mình loot nốt rồi sau đó mình sẽ lên trên và tìm xe qua bên khu vực khác. Nào bình tĩnh nào bạn ơi. Mình cứ chạy lên như này thì con bot này nó không thể lùa kịp được mình. Ui. Ai cào đau thật sự luôn đấy anh em. Thôi té thôi nhở. Mình nên lên trên. Cũng may mà trận này có hai ông bay hơi xa nên ra là không không dí mình ấy. Đây, khu vực tiếp theo đó là khu vực A2. Mình sẽ vào đây mình tiếp tục lượm thêm đạn ốp, cũng như là lấy luôn cái giáp 3 mới nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Mình mà vào những khu vực này là auto có bot luôn. Đâu rồi, hòm đâu rồi? Đây, hòm lại bên vị trí này anh em ạ. Trời ơi, siêu giàu luôn. Đầu game mà cực kỳ nhiều đạn ốp như này thì trận này tha hồ vẩy luôn. Nào, bình tĩnh bạn ơi. Ai à? Rồi, té thôi. Và lần nào vào đây cũng bị bot nó cào cho sấp mặt anh em ạ. Bực thật sự luôn. Qua bên chỗ này xem còn gì nữa không. Mình vơ vét nốt luôn. Rồi, chắc là hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên và sau đó đi tìm người bắn nhau thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đầu game, vừa mới đầu game thôi. Mấy phút đầu game mà mình đã có luôn combo Groza với lại ốp. Và cực kỳ nhiều đạn ốp như này thì auto top 1 luôn rồi. Ốp, đằng kia có người kìa. Người hay bot đấy nhở. Để mình xem nào. Bot anh em ạ. Trời ơi, một viên vào người thôi cũng hiện kill luôn này. Ơ bị lút này. À đây đây, tiếng chân đây rồi. Biết ngay mà kiểu gì khu vực này cũng cũng xuất hiện người. Nãy mình thấy có hai ông đáp vào cái chỗ khu nhà hàng xóm ấy. Chắc là hai ông này đây. Chạy vào đây rồi. Đây trước mặt mình này. Nhà bên trái cũng có luôn. Ok đâu nhở? Ok dưới máng hay sao đấy mọi người? Đâu nhở? Ui vãi cả nồi sát nhà mình luôn. Rồi nốc này. Ui nghe sai quá. Loàng tỉ thôi là toàn. Đây còn một tên nữa ngay nhà chỗ bên kia. Lộp cộp ngay trên tầng 2. Đáp xuống rồi anh em ạ. Đang nhảy kia không biết nhảy cái gì. Đây cứ bình tĩnh. Mình cứ đứng đấy mình quấn bandit. Mình tiết kiệm máu. Để mà combat đấy chứ. Ông kia có lẽ như là đang ngồi kê mình anh em ạ. Vẫn chưa thấy gọi là động tĩnh gì nữa rồi.
Mình chơi luôn này. Ơ, trên nóc à? Nóc nhà, nào nào nào, ngó ra bạn. Này, ngó ra này, nóc luôn. Đồng đội đâu nhỉ? Chắc là hai ông lúc nãy thật đấy mọi người, nãy mình thấy có hai 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 dù đáp ngay chỗ khu nhà hướng đằng kia. Vậy khả năng là bạn của ông này, hai ông này thì đáp đáp sang chỗ khác rồi. Đây, bòi đâu bạn ơi? Có gì đưa hết đây cho mình. Ba lô ba này. Đấy, được của nó đấy. Còn xác ông kia nữa, mình ra mình lút nốt nha. Ô, phải lấy gun này. Ô, có xe, có xe. Có xe vào này, không biết là bạn nó hay là team khác đây nhỉ? Đây rồi. Uầy, đông, đông, đông. Ba tên anh em ạ. Mình thấy ít nhất ba tên. Ui, không được rồi, team khác rồi. À, có tiếng ca silent. Một tên móc phải này. Nóc này. Đây, có tiếng ca silent. Đây rồi. Này thì nhìn này, nóc luôn anh em ạ. Đẩy luôn thôi, nóc 2 rồi. Ui. Hello. Ui, vẫn nóc à? Ui, team mày đổ 4. Từ từ hồi máu đã. Còn một tên tên còn lại thôi, vừa chạy ngay trước mặt mình ấy. Vừa chạy qua bên phải để cứu cái tên cầm ca hay sao ấy. Mình đẩy luôn nhá. Phải phải đẩy nhanh không là để nó cứu lại tên ca thì rất là mệt. Đây đây đây, vẫn đang lòng kho này, sau nhà, chắc là cứu được rồi đấy. Ui, biết ngay mà, nó cứu được rồi. Ui. Khó thế nhở? Bắt tên này luôn. Rồi, nóc nữa này. Đây còn tên cô trước mặt. Từ 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 từ, bình tĩnh bình tĩnh. Để mình ốp bom này. Ốp bom IQ này. À, tên này tỉnh đấy nhở. Lại này lại này. Tên này như kiểu nghe được tiếng rút chất bom của mình anh em ạ. Đấy đấy. Ok hả bạn. Úi trời ơi, clear một team luôn. Team này cũng tay to hết đấy mọi người. Rồi, đẩy lên với chúng tôi à. Ồ, có xe bên phải luôn này. Ui, nó lên đây luôn à? Thôi xong rồi. Ui, còn hai tên nữa. Ui, không được rồi. Nóc 2 rồi, còn hai tên nữa. Mình phải vòng trái, mình móc bọn này thôi. Này, ốp bom này. Chắc là đang cứu ngay sau gốc cây trước mặt mình. Quả bom 1.000 tỷ IQ. Này thì nằm hả bạn, nóc tiếp. Còn tên cuối thôi, đây rồi, lom khom trước mặt mình. Đây, thêm quả bom nữa nhé bạn ơi. Ủa, sao lại quăng bom ngay chỗ đấy nhở, ông này sấm ốc hình cầu à. Còn liên chưa? Ồ, vẫn nóc, vẫn nóc, vẫn nóc, mình gạt nóc thôi. Đây rồi, mình bên này mà bạn ơi. Rồi, clear team nữa này, ui, phê thế nhở. Đây, mình sẽ dừng tạm đây, mình quan sát một lúc xem như thế nào nào. Đứng đây vẩy ốp anh em ạ. Trận này nhiều đoạn ốp quá. Mình cũng chả muốn bắn phải lấy gắn nữa. Ơ đồ. Ơ, cái gì đấy? Cái gì đây? Ui dồi ôi. Ui, vãi cả nồi mấy mạng đây anh em. Hình như là 3 kill hay sao ấy. 11 kill mà lên 14 kill. Ờ, đúng 3 mạng rồi. Vãi cả trường mấy ông nội này lại còn định làm highlight à? Vừa đi thuyền vừa vẩy ca chứ. Thế thì khả năng là có một team cam cầu rồi, tự nhiên mấy ông này lại lên thuyền để chạy qua bên này vào để vào bo. Rồi để mình xuống xác đây, à mình xuống mình lút xác mấy ông này rồi sau đó mình qua bên kia cầu mình cam luôn đi nhở. Xem ơi có gọi là có một team nào không ấy. Rồi, ba hòm xác như này phê thế nhở. Ui rồi ôi, lại ốp anh em ạ. Trận này giàu to rồi. 60 viên đạn ốp này thì bắn khi nào mới hết. Rồi hello mọi người nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang cái trận đấu thứ hai để gọi là chứng thực rằng là những cái khu mà mình vừa nó đọc tên lúc nãy là luôn luôn có bot. Mình lại tiếp tục bay vào khu A2 nhá. Các bạn cứ nhớ là C1, A2, B3 và D4 nhá. 4 khu gọi là auto luôn luôn có bot. Đấy, thấy chưa? Vào đây bị máu đốt là y như rằng là sẽ có boss rồi. Đó.
Mình cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Lúc trước khi mà mình chơi cái chế độ này, mình cứ nghĩ là những cái tầng hầm này là nó sẽ kiểu nó gọi là nó ngẫu nhiên ý. Nhưng mà sau đó mình mới biết là nó chỉ có xuất hiện một số những khu vực nhất định thôi. Và hiện tại thì mình chỉ biết những bốn cái khu vực mà mình vừa đọc tên, còn không biết là nó có xuất hiện những khu vực khác hay không thì các bạn hãy comment xuống dưới clip này để cho mình biết nhé. Ok. Nói chung là một map thì mình đã biết là luôn luôn có hai vị trí có Groza với Orb như này thì cũng khá là kinh đấy. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên khu vực D4 này để tiếp tục xác nghiệm nhé. Kiểu này phải tìm xe thôi anh em. Quanh khu vực này không có một con xe nào luôn. Con bot này. À, mình bắn con bot mình lấy kill cái nhá. Người này. Ông này nhảy đây anh em. Ui, nhảy. Nhảy các bạn ơi, mưa bên em à. Một ông Việt Nam anh em ơi. Ông này thấy chạy từ đằng kia chạy lại đây. Kiểu ông này lút từ bên nhà này lút sao. Ô. Đây mới là con bot. Trời ơi, có đạn 7 ông bot ơi. Ui, có đạn 7 luôn này, may thế. Ô, sờ mốc này. Đây rồi. Ui. Trời ơi, đang lên đạn. Ông này hên đấy. Còn đấy mà không lên đạn là xác định bay đầu rồi. Đây, ông này tính rất là sấm mốc chạy ra cứu bạn hay sao ấy. Vậy là đồng đội của hôm nay là bên trường học. Ô, ốp bom này. Này thì đẩy lên nè, nốc tiếp này. Thôi toang rồi, hình như là ba tên anh em ơi, nó cứu mất được một rồi. Còn một tên ngay sau nhà vệ sinh nữa. Đâu rồi bạn ơi? Ra đây. Ủa, núp đâu ta? Hai ông vẫn đang nóc này. Có hai ông thôi à? Trời ơi, vậy mà mình cứ tưởng là ba ông cơ. Ồ, có tiếng súng ngay khu vực này luôn. Đây rồi, một tên đang đứng đơ này. Ông này treo máy em ạ. Còn chưa có đồ gì này. Như kiểu ông này là đầu game đáp vào khu vực này nhưng mà kiểu bị treo máy luôn ấy. À đây đây đây. Uầy, vậy không nốc kìa. Thôi mình công luôn đi. Mình chẳng có bom. Ông này yếu rồi mà anh em, đẩy luôn. Này thì ngó này, kiểu anh 2012. Trời ơi, bạn này 8 tuổi à. Vãi cả gái 8 tuổi này, toang rồi, ô đây. Nhảy, ui sao không chạy thẳng đi bạn ơi. Hình như ông này là người luôn đấy anh em. Chắc là bạn của cái bạn nữ này luôn. Nào, ui, bạn nhìn như đây là mất hết rồi, Thi ơi. Thế đồng đội đâu? Đùa, đồng đội đâu ấy? Đồng đội không ra là mình gạt nha. Rồi, mấy bạn này đồ kiểu cũng hơi nghèo, chắc là đi lút dạo rồi vào khu vực này. Rồi, ông này chả có tí cái đồ gì luôn đi. Không biết là cái khu vực D4 này đã bị lút lút hòm con boss chưa nữa. Rồi, gạt luôn đi anh ạ. Lại xem cái có gì không. Đây, bạn này thì có một chút đạn 7. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy xe qua khu vực D4 này và vào bên trong để cho anh em thấy rằng là khu vực này sẽ có boss. Á đồ. Ở đâu vậy? Ô vãi cả nồi. Ủa ông này đứng ở trên à? Đây bot này, để mình lại mình xem coi cái hòm này đã bị lút chưa. Ôi hòm này còn chưa bị lút này. Lại grow ra với ốp. Từ từ nha, để mình uống nào, để mình uống cái này mình nhặt thêm ít đạn ốp nữa. Rồi. Trời ơi, hòm này siêu giàu luôn anh em ạ. Hai cái giáp 3 này, Groza với ốp này. Đúng là một cái hòm rất là mơ ước dành cho nhiều người. Ủa cái ốp này làm sao mà lại ngồi được trong trong góc này được nhờ? Kiểu bạn này như kiểu bị kẹt trong này ý.
Vãi cả trường này, không bắn được luôn đấy. Thấy người rồi mà không làm gì được này. Mình tưởng là ban đầu ông này đứng ở dưới ông ấy khều khều cơ. Khó chịu thật sự. Ủa hay vậy ta, sao lại vào được trong này nhở? Mình nghĩ chắc chắn là bạn này kiểu bị lag map ấy, đâm ra là bị kẹt vào trong này luôn. Ơi, không biết là ông này có ra được không mà toàn toàn đứng trong đấy thôi. Ra đây bạn ơi. Ngay cả trường ạ. Chơi game hay là tấu hài đây? Đùa chứ. Bây giờ khu vực A2 với lại khu vực này thì mình cũng đã loot hết boss rồi, vậy chả biết làm gì. Ông này thì vẫn cứ bắn thôi nhưng mà không gây đam được mình. Chắc là bị kẹt rồi đấy. Ui. Thôi chết rồi, sao mình không ra được ta? Ngu người rồi. Ở đây vẫn ra được. Thế nhìn cái cảnh này mình không làm gì được. Chẳng lẽ bỏ đi ta. Này, ông này vẫn đang còn đứng này. Không bắn được, thôi té đi. Chứ bây giờ cứ đứng như này thì đến khi nào ông này khả năng là chết bò đấy mọi người. Chắc bị kẹt rồi. Bạn đen lắm. Ô, tới chân. À, bot. Ui. Tên này có đạn 7. À, mình lại mình lút đạn 7 đã. Mà có bạn nào có đang thắc mắc kiểu giống mình không nhá? Cứ mỗi lần mà cái map này mà nó ra những cái sự kiện bắn bot mà kiếm súng thính như này này thì toàn ra combo Groza với ốp thôi, mà không phải là những cây súng thính khác. Lần trước là có cái sự kiện kim tự tháp đúng không? Thì cũng có Groza với lại ốp này. Rồi sự kiện vừa rồi là Halloween này cũng Groza với lại ốp này. Bây giờ cũng vậy luôn. Không biết là Groza với ốp nó có cái gì mà sự kiện lần nào nó cũng xuất hiện vậy. Sao không ra những cây súng khác như là M249 này, AOG hay là MK mà lúc nào cũng auto là combo này. Chắc là đây là combo mạnh nhất hiện tại trong súng thính ấy sao ấy. Ồ có xác này. Ồ có người luôn. Uzi bên kia nữa. Đây đây, một tên bên trái, một tên bên phải nữa luôn. Mình bắt cái tên bên trái trước. Đây đúng không? Bắt à? Ồ. Trời ơi bạn ơi, leo như này là mất hết rồi. Ông này chết luôn anh em ạ. Vậy là có một tên lẻ thôi. Vậy là cái tên Uzi Silent lúc nãy thấy mình bên kia là team khác à? Ông này không phải là ông cầm Uzi mà. Uzi này. Đang lút đầu này. Vãi cả nồi ạ. Đây rồi, chắc chắn là ông này là ông cầm Uzi đấy mọi người. Đẩy luôn đi. Đồng đội đâu rồi? Ôi, nóc nhà. À, nóc nhà bạn ơi. Vậy là vẫn nóc, team này vẫn đang còn một hoặc hai. Hai team đang còn kê nhau chỗ này à? Đây rồi, trước mặt mình này. Chắc là bạn nó luôn đấy. Vào nhà rồi anh em ạ. Đây rồi. Á đủ. À, ông đội này IQ nhờ. Không ra cover bạn thì gạt đi. Trong phòng này. Nhảy ra bắn luôn. Tên này nghe tốt thế. Ôi, xong rồi. Ui. Tên này di chuyển được đấy. Di chuyển đỉnh đấy. Nhưng mà cũng may mà mình có cái đồ ra. Đâm ra là mạnh. Tí toàn nhau. Rồi té thôi anh em ơi. Bây giờ đi tìm người bắn nhau tiếp. Ôi có xe, có xe. Có xe trước mặt. Đây rồi. Nấp một đấy. Ui. Nó dừng rồi, nó dừng rồi, nó dừng rồi. Ồ, công lên ạ. Ui, vãi cả trời, team up à. Trời ơi. Mấy bạn này biết mình anh em ạ. Có biết là có bạn nào nói gì không? Ồ, chả thấy nói gì này. Mình mở mic ô rồi. Thôi để mình trả cho hai bạn này mỗi bạn một phớt nha. Đây, lỡ bắn hai bạn này nốc rồi. Trời ơi, làm clip thôi mà cũng bị nhận ra. Thề với anh em là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với cái ác này mình làm clip đấy. Tại vì dạo gần đây mình hay làm clip ác ác leo của bé đấy. Nhưng mà hiện tại ác leo của bé đã có người mua rồi. Đâm ra là mình lại phải quay về ác này mình chơi. Mà ai ngờ gọi là game đầu tiên trong mùa mùa trong mùa mùa 16 này mà đã có ông nhận ra được mình. Đáng yêu thật sự. Ủa sao mà mấy bạn này mình chả thấy ai ai nói gì nhở?
Không biết là do các bạn này không mở mic nói hay là do mình bị lỗi mic nữa. Nhưng mà mình thấy dạo đây mình cũng hay kiểu bị lỗi mic như này này, lâu lâu kiểu có một game không nghe được mic ô luôn ý. Không nghe rồi không nói được luôn ý. Trời ơi thôi, à chắc mấy bạn này chụp ảnh đấy em. Đây chụp luôn đấy. Đáng yêu thật sự anh em ạ. Ôi mấy ông này skin đẹp thế nhở. Mũ mèo rồi mũ gì đây, mũ gà nữa. Ủa mà sao mình đang làm clip mà sao biết mình trong khu vực này mà chạy tới ta? Thôi, chắc là mình để mình xem nào, mình nên tìm xe và mình sau đó mình đi tìm nốt mười mấy ông còn lại nhá. Nếu như mà trận này sống sót được bao gối thì hẹn mấy ông này cuối bo mình đập chảo phát nhở? Hợp lý đấy. Rồi gặp ba ông Việt Nam siêu dễ thương luôn. Bo này còn tính ra là 13 với mình là 14 nè. Vậy là còn 12 thôi. Bye bye nhá. Hẹn bao cuối nhá, nếu như mà còn may mắn gặp lại. Đây thì ngay trước mặt này. Lại liều ăn giáp ba mũ ba cái nhá. Ôi thôi thôi. Ôi sao vậy? Ôi vãi cả nồi. Ai, mình dừng xe sai thế nhở? Không lốt được thính luôn này. Mình cũng đã nghi nghi là trong nhà đấy có người rồi mà. Phải sầm mốc thôi. Lốt nhanh cái giáp rồi té thôi anh em ơi. À, từ 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 để gọn đầu thật đấy. Ui rồi hụt rồi. Rồi chuồn chuồn 36 kế chuồn là thượng đế. Mẹ quả mình dừng quả xe đúng là tự bóp luôn. Ui có tiếng uát sau lưng nữa kìa. Mẹ mà chạy kịp chứ không là toang rồi đấy. Nghĩa thôi là bị kẹp hai tim. Ôi hết xăng. Vãi cả trường nó bắn nhau kìa mà mình lại hết xăng chứ. Để mình lên đây mình lấy góc mình về ốp phát nào. Hai team đang công nhau mà mình sẽ lợi dụng mình áp sát và mình móc thôi. Ui góc này không lên được anh em ơi, trống quá. Nó mà thấy mình là mình không thể chạy được. Bây giờ công bộ là phải chơi cẩn thận mới được. Đây mình sẽ vòng qua bên đồi phải này xem như thế nào nhá. Kìa vẫn đang tập trung bắn nhau kìa. Mấy quả hàm hàm thính tí nữa thôi là trả giá đắt rồi anh em ạ. À cái tên UAS nó dừng ngay dưới à. Hai tên đang công nhau. Ô đây này. Đang ngồi này. Trời ơi có mỗi tên nào. Còn team kia nữa thôi. Team này chắc là đông này. Nãy đứng trên nhà sấy mình tía chết. Góc này khó nhở, góc này xấu thế mình không đẩy được. Giờ sao đây? Bây giờ phải nốc được một ông. Thì may sao mới đẩy được chứ như này không 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 thể đẩy được. Góc này đẩy ra toang. À đằng kia có con xe kìa, hay là mình vòng ở đây mình lấy con xe nhở? Chỗ này lại có luôn gốc cây với lại hòn đá này. Bây giờ cứ chọn cái vị trí nào mà có backup thì mình di chuyển thôi. Ồ, bọn kia nó công xuống chỗ nhà vệ sinh rồi anh em ạ. Từ từ từ. Ồ, lút đồ này, lút đồ hả bạn? Bờ đi đâu bạn ơi, phơm luôn. Bờ đi đâu, ui không gạt được. Nhưng mà mình nghĩ chắc chẳng cứu được đâu. Một viên ốp vào người như vậy rồi. Đồng đội thì đang ở trên nhà cơ, đang sầm bốc tính công xuống này. Đấy, đấy. Thế thì mình đứng đây mình canh đi. Ông nào mà xuống cứu là bắn luôn. Ôi, final kill mất rồi. Bây giờ ốp bắn vào người thôi, đau lắm. Đỡ làm sao được. Đây này, chạy này. Ui nó chạy luôn anh em ạ. Nó không cứu được đồng đội, nó chạy luôn rồi. Không biết team này còn mấy ta. Mình đi con chuồng lợn này mình chưa dám công ấy. Sợ vẫn đang còn team 2 hay team 3 nó sấy cho là toàn đầu ấy. Hay là mình vào nhà này mình kê bo đi nhỉ. Mình đứng đấy mình cam bo đi. Mình cam bo team này xem như nào nhá. Bo cũng chuẩn bị khép này. Đây, trèo đến nhà này nhìn cho dễ. Tên lúc nãy vừa chạy về hướng này mà. Đi đâu ấy nhờ. Không biết là bọn này còn xe không. Bây giờ đứng đấy đợi thôi, biết làm sao được. Nào, chuẩn bị phun nước để chiến đấu bên ngoài bo anh em ạ. Quả này nhất định là phải cam ngoài bo bắt được bằng được cái team này. Không thể để không thể để cho bọn này chạy vào bo được. Đây đây có xe anh em ạ. Thế là vẫn đang còn xe à.
Kìa chạy kìa. Trời ơi nó không chạy về chỗ mình nhờ, nó chạy qua bên này chứ. Ui. Ui có mỗi tên thanh niên đi đâm vào hòn đá. Đi xe mà đâm vào hòn đá là toang rồi. Rồi clear luôn. Khiếp, vậy là team này có hai thôi mà lúc nãy nó đứng trên kia nó sấy mình lúc mà mình đang ăn thính ấy. Nó sấy căng thật. Nghe như kiểu 3 hay 4 tên sấy cùng lúc. Để mình đổi sang con Dacia này cái nhá. Đi con dòng lợn này bo cuối là chết đấy. Còn 9 ông đó, không biết là hai ông team up. Hình như là hai ông team up vẫn đang còn sống với người ạ. Mình nhớ cái team up là ông Kinh à, Kinh gì gì đấy. Nãy giờ vẫn 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 chưa chưa thấy hiện lên trên cái Messenger kêu ấy. Tiếng xe trong nhà này. Ủa team up à? Có phải team up không ta? Hình như không phải mọi người ơi. Không phải team up anh em ạ. Team phải team nào ấy. Đứng ấy mình sấy đi. Nó phát bên liền. Ôi đúng rồi, tìm mông cổ vãi cả nồi. Thế mà mình cứ tưởng ấy luôn nhá, có hai tên mà. Còn một tên nữa sẽ chẳng cứu kịp đâu, phải đẩy luôn. À đây rồi. Ui rồi ôi. Thôi anh ơi em xin lỗi anh ơi, M249 luôn. Mày bắn mình một đầu luôn này. Chạy kìa. Ôi thôi xong rồi, nó vào nó cứu rồi. Mình phải đẩy luôn thôi. Cái nút vào xe đâu? Trời ơi, đẩy luôn mà vào xe như này thì mất hết rồi. Kìa. Lại còn đâm vào góc nhà nữa. À, team up đây này. Sỏi nóc luôn. Đây rồi. Rồi, cờ liệt team này luôn. Vãi cả vừng. Ui, thôi các bạn ơi, đừng team up các bạn ơi. Mình vừa mới cờ liệt team này, nó soi mình mà nó thấy mình team up là nó report đấy. Bạn ơi, xe mình bạn ơi. Thôi xong. Mấy ông này leo lên trên ghế ngồi hết rồi như này sao? Để mình xuống dưới nhà này mình lấy con UAT vậy. Để mình luồn nốt mấy ông ta, 4 là còn 5 nữa thôi, à còn 3 chứ nhầm. Để mình luồn nốt bao còn lại rồi hẹn các bạn bao cuối đập chảo nhá, không đi nhờ đi cùng nhau này dễ bắn nhầm lắm, mình nói thật. Mình đã bị team up giết nhầm mấy lần rồi, mình sợ rồi. Ui. Nào 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 bo vào kia ơi, trời ơi lại còn chôn nhau này nữa. Còn ba ông ở đâu nhờ? Khả năng là ba ông còn lại một team rồi. Mình sẽ đi check map nhá. Bên ngoài này mà không có thì khả năng là khu nhà chỗ đằng kia. Tại vì khu nhà đằng kia vẫn ở trong bo. Rồi, quanh đây chẳng có ai rồi. Bây giờ mình phải tìm góc nào mình vẩy ốp nóc được một tên trong nhà mình sẽ đẩy vào đi. Không khéo tìm còn lại nguyên ba ông ấy chứ không được đâu. Gì đấy? Tìm mình bắn à? Bắn ai đấy? À đục. Ôi tên nào ở trên đây? À. Thì ra là tìm còn lại trên này à? Đúng không? Mình dưới đây mình bắt luôn. Ngó này. Ồ, còn mỗi một tên thôi. Thì ra là tên lẻ anh em ơi. À kia rồi, team ngay dưới kìa. Mình vừa đi qua chỗ đấy luôn mà bọn ấy không bắn mình nhỉ. Thế là những cái suy luận của mình là hoàn toàn sai rồi. Ôi thôi xong rồi, team up bị đốc một rồi kìa. Đây là team up rồi anh em ạ. À đây, đây, team còn lại đây này. Ui. Còn lia rồi sao nhỉ? Đúng rồi, còn lia rồi, hay thế. Rồi vậy là còn mình và ba ông team up còn lại rồi mọi người ơi. Bây giờ chơi gì đây? 1v3 đập chảo thì hơi ban canh nhỉ. Hay là mình gạ mấy ông này chơi chơi nhân phẩm đi anh em ạ. Mình chơi nhân phẩm đi. Nếu như mà gặp một team mà đang còn đông như này thì mình chơi nhân phẩm thì mình sẽ có lợi hơn. Kiểu từng người đập cầm chảo đập vào xe ấy. Ông nào đen thì ông ấy chết. Tỷ lệ của mình là chỉ có 30% thôi. Mấy ông này là 90% cơ, 3 người mà. Rồi, đập chảo đi các bạn ơi. Không biết là các bạn này có hiểu ý mình không? Mình thì không nghe các bạn ấy nói gì được. Đấy, đập một phát vào đấy cho các bạn ấy hiểu này. Có hiểu không? Đấy, ở chảo đây, ở đây. Đấy, đập chảo đây. Đấy, đập đi. Có hiểu không ta? Hiểu rồi đấy.
Ừ đúng rồi, thôi vào đi bạn. Ừ đấy, rồi tiếp tục đến cái ông mặc áo bộ đồ đây này, bộ này này này, đập đi. Đúng rồi, đấy là mình này, đấy xếp hàng luôn. Trời ơi cái team này dễ thương đấy nhở, thì vừa thông minh mà lại dễ thương nữa chứ, hiểu ý mình dễ sợ luôn đi. Mặc dù là mình chưa mở mic mình nói, mình bị lỗi mic rồi thì sao ấy, mình chả nghe mấy bạn này. Rồi thôi toang rồi, kiểu này chắc là thôi xong rồi, xuân này con không về rồi. Các bạn này cho mình một cơ hội được không? Mình không dám đập đâu. Thôi toang rồi anh em ạ. Thôi chắc là mình sẽ gọi là quỳ lại, coi như là kiếp này coi như bỏ rồi, mình đi chết đây. Ơ đập hụt, từ từ. À ông kia cũng đập hụt kìa, ông này chết rồi. Ơ vẫn chưa chết à, thế thì ông này chết rồi anh em ạ, ông này chết rồi này, ông này chết rồi. Thế thì quả đấy nếu như mà mình mà không gian lận thì mình đập vào đấy trúng thì mình cũng chả chết nhá. Yeah, mình sống rồi anh em ơi. Úi trời ơi, bạn chết rồi bạn ơi. Nào. Kinh cute rồi. Tiếp tục nhá, xe này luôn. Rồi, lần lượt từng người. Thề, quả đấy mình chơi hơi gian lận nhưng mà trận này mình sẽ chơi gọi là chơi chơi trung trực này, không thể gian lận nữa. Lâu lâu chơi những cái nhân phẩm này khá là hay đấy anh em. Thôi xong rồi, bây giờ mình đập. Ê, thế thì khả năng là cái ông này chết anh em ạ. Ông này chết này. Úi giời. Rồi bây giờ là 1v1. Yeah. Rồi 1v1 đập chảo bạn đây. Hay là mình ném đấy nhở. Ném này. Ơ thôi. Bạn ơi. Ơ đi đâu ấy. Ủa ông này nhường mình top 1 à? Đừng bạn ơi, đập chảo ăn ném bạn ơi, cầm chảo ném đi. Ui vãi cả nồi ném chảo này. Thôi xong. Trời ơi mấy bạn này lại còn nhường mình top 1 nữa cơ. Vãi cả trường, tại sao các bạn lại không thể ném chảo với mình được nhờ, buồn thế nhờ. Chơi vui thôi mà quan trọng thì top đâu, ở lại ném chảo với mình một lúc cho vui. Trời ơi mấy bạn này dễ thương thật sự luôn ấy. Chưa bao giờ mà mình gặp một team up Việt Nam mà vừa dễ thương mà vừa gọi là hiểu ý mình như này luôn ấy. Thôi bye bye mọi người nha, clip này mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cách vào những khu vực có boss nha. Bye bye mọi người.